Xin cảm ơn thầy Bảo, chủ tọa đoàn. Kính thưa quý thầy cô, theo sự đề xuất của ban tổ chức là chúng tôi sẽ báo cáo về khuyến cáo điều trị ngưng thở khi ngủ. Thì đây cái bài báo cáo của chúng tôi được cập nhật để phù hợp với đối tượng các anh chị đồng nghiệp chúng ta là chuyên khoa hô hấp. Do vậy chúng tôi cái phần trình bày của chúng tôi là điều trị, và điều trị thì các thầy cô anh chị biết rồi, điều trị ngưng thở khi ngủ, cái mà trong lĩnh vực nội khoa chúng ta quan tâm nhất là điều trị CPAP. Và đối với các bác sĩ chuyên khoa hô hấp thì hai cái bệnh mà chúng ta thường thường gặp nhất đó là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen. Tuy nhiên hiện nay chúng ta đang trong cái thời kỳ Covid thì có những cái cập nhật gì mới, thì đây là cái nội dung trình bày của chúng tôi. Phần trình bày của chúng tôi xin được phép bằng tiếng Anh, vì cái bài này cách đây một tuần chúng tôi báo cáo tại hội nghị trực tuyến của Hội Y học Giấc ngủ Châu Á, và do vậy có những cái điểm rất cũng tương đối mới. Thì phần trình bày của chúng tôi thì có 5 phần như quý thầy cô đã thấy. Thứ nhất là một cái tổng quan về cái ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ ở bệnh nhân có rối loạn thông khí tắc nghẽn. Cái thứ hai đó là cái chồng lấp giữa ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, rồi chồng lấp với lại hen, và sau đó là một cái số khuyến cáo trong cái điều trị CPAP ở bệnh nhân mà trong cái thời kỳ Covid, và một số kết luận chung. Thì như các quý thầy cô và các anh chị chúng ta đã thấy là cái tần suất ngưng thở khi ngủ rất là cao. Trong cái nghiên cứu của chúng tôi thực hiện ở đa trung tâm ở tại Đà Lạt, Lâm Đồng và Chợ Rẫy với cô Huyên, thì cái tần suất ngưng thở khi ngủ ở người Việt Nam là khoảng 8,5% với cái chỉ số AHI, tức là ngưng thở giảm thở, là trên 5 lần. Tuy nhiên đối với những cái bệnh khác thì các thầy cô các anh chị biết rồi, như vậy cái bệnh tim mạch rất là cao, tiểu đường có thể 60-70%, đặc biệt tăng huyết áp kháng trị là có thể đến 80-90%. Vậy thì trong cái tần suất ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ bệnh hô hấp như thế nào, thì trong cái nghiên cứu đa trung tâm chúng tôi đăng trên tạp chí Hô hấp Canada cách đây 2 năm thì cho thấy là nếu mà hen ngưng thở khi ngủ ở bệnh nhân hen là khoảng 35,4%, 35,5%, ở bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là 36,4%, và ở bệnh nhân mà có chồng lấp hen và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là 64,4%. Và cái mối tương tác giữa hen, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và ngưng thở khi ngủ, chúng ta thấy nó rất là phức tạp. Tuy nhiên nó có ba cái có thể xem như bệnh đồng mắc và cái yếu tố nguy cơ, đó là chúng ta thấy hút thuốc lá, rồi béo phì và cái trào ngược dạ dày thực quản. Và cái mối tương tác này nó như thế nào, thì trong cái slide này ở đây OLD, nó là tiếng Anh, nó là obstructive lung disease, và do vậy đây là tất cả nói chung là những cái bệnh mà tắc nghẽn ở đường dẫn khí. Và đây thì chúng ta có ngưng thở tắc nghẽn, hai cái bệnh này nó tương tác thông qua những cái đặc điểm. Chúng ta thấy đây là có những cái đặc điểm về về các cái lâm sàng ở bệnh hen, có thể là có ngưng bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thông qua ví dụ như có tình trạng béo phì, viêm hệ thống, dùng corticoid, trào ngược dạ dày thực quản, và ngược lại ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ chúng ta thấy cũng tác động lên trên bệnh lý đường dẫn khí. Chúng ta thấy qua những cái cơ chế khác nhau ở mức độ lâm sàng, sinh học phân tử, và đây chúng tôi thấy là một cái cơ chế rất là hay. Và nếu chúng ta nhìn vào cái giảng đồ này, đây chúng ta thấy lúc đầu chúng ta chỉ có giảng đồ Venn tương đối đơn giản, nhưng mà hiện nay cái giảng đồ nó phức tạp hơn. Thứ nhất là chúng ta có ba cái bệnh lý ở đây. Thứ nhất là ở đường dẫn khí, ở đây tắc nghẽn ở đây OSA, thì chúng ta thấy tắc nghẽn ở cái đường hô hấp trên, đường hô hấp dưới. Giữa cái khái niệm bệnh chồng lấp đầu tiên cách đây 2 thập niên, đó là chồng lấp giữa bệnh phổi tắc nghẽn và ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Đó là cái overlap đầu tiên được mô tả. Sau đó khoảng 10 năm gần đây thì chúng ta có cái tắc nghẽn giữa cái hen và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hoặc là ACOS, hoặc là giờ là ACO. Và như vậy, và cái mà khoảng chừng chưa đến 5 năm nay người ta có một cái khái niệm đó gọi là ONDOSA, tức là Obstructive Lung Disease Overlap với OSA, overlap. Như vậy chúng ta thấy nó chồng lấp tới ba cấp độ. Và do vậy cái đặc điểm lâm sàng kiểu hình sinh bệnh học nó cũng khác nhau. Và như vậy về cái đầu từ cái chồng lấp giữa bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ nó ở cấp độ như thế nào. Thứ nhất về cái tần suất, ở đây các thầy cô các anh chị nếu mà xem ở trên cái tần suất thì chúng ta thấy nó rất là
Thú vị là tại vì cái tần suất của ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ nó tuyến tính với cái mức độ nặng của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Do vậy bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính càng nặng thì ngưng thở tắc nghẽn cái tần suất nó càng cao. Thì qua các cái nghiên cứu chúng ta thấy ở đây có thể lên tới 65% ở trên những bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nặng. Trong cái nghiên cứu của chúng tôi ở người Việt Nam là 64,4% ở bệnh nhân có cái trồng lấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen. Và như vậy chúng ta thấy cái tần suất này rất là cao và do vậy cái tỷ lệ rất là thường gặp. Và đặc biệt như vậy những cái đối tượng nào bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì có cái tần suất cao của cái ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ, thì ngoài cái mức độ nặng thì nó còn một cái, đó là đối với những bệnh nhân mà có cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà có mập phì, chúng ta có hai cái kỹ hình blue butter and pin butter, và như vậy là cái mập tròn và một cái gầy mòn. Và do vậy nếu mà bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà cái thể mà mập tròn là chúng ta thấy ngưng thở tắc nghẽn khi càng cao. Và đặc biệt hút thuốc lá. Thuốc lá làm tăng nguy cơ 20 đến 25 lần cái ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ, về cái cơ chế cũng đã được chứng minh. Và một cái điều mà quan trọng nhất, nếu bệnh điều trị bằng CPAP là bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ cải thiện tỷ lệ tử vong. Thì đây là cái thông điệp quan trọng nhất đối với các cái nhà hô hấp và các cái bác sĩ về y học giấc ngủ. Và như vậy, tương tác giữa bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ, nó tương tác ở cái cấp độ nào? Thì chúng ta cứ nói ở yếu tố nguy cơ, tuy nhiên có những cái yếu tố bảo vệ. Ví dụ, ở đây chúng ta thấy có những yếu tố nó làm nặng thêm cái ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Ví dụ như chúng ta thấy là có những bệnh nhân mà có tình trạng quá tải về tuần hoàn, rồi hút thuốc lá hoặc là dùng corticoid kéo dài. Thì đó là những cái yếu tố làm tăng nguy cơ của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và một số yếu tố khác thì chúng ta cũng phải tiếp tục nghiên cứu tùy vào cái kiểu hình lâm sàng. Tuy nhiên bên cạnh đó nó có những cái yếu tố bảo vệ. Thì ở đây chúng ta thấy tại sao bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có căng giãn phổi, ứ khí phổi nó lại làm giảm cái tỷ lệ ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Và đây là một cái câu hỏi rất hay. Và trong cái phần một cái buổi sinh hoạt trực tuyến của Hội Y học Giấc ngủ thì tiến sĩ Lê Khắc Bảo cũng đặt câu hỏi chúng tôi về vấn đề này. Thì thật sự nó có một cái cơ chế bệnh sinh rất là hay mà trong cái slide tiếp theo chúng tôi sẽ nói. Và do vậy chúng ta có thấy có những cái yếu tố bảo vệ, những bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có những cái đặc điểm. Ví dụ như chúng ta thấy ốm này, có cái thời gian mà REM là cái thời gian mà các biến cố hô hấp tim mạch hay xảy ra ở người trưởng thành chứ không phải ở trẻ em. Và do vậy chúng ta thấy nó làm giảm đi cái nguy cơ ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ, hoặc là dùng theophylline. Chúng ta biết rồi, theophylline là tăng kích thích hoạt động của cơ hoành, thì nó cũng giúp cho là cải thiện cái tình trạng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Và do vậy chúng ta thấy ở cái mối tương tác giữa hai cái bệnh này, nó thông qua các yếu tố bảo vệ và các yếu tố là làm yếu tố nguy cơ. Và về mức độ sinh học phân tử thì chúng ta thấy ở cấp độ sinh học phân tử thông qua những cái cơ chế khác nhau, và cái cơ chế mà quan trọng nhất trong cái ngưng thở khi tắc nghẽn khi ngủ và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, đó là cái tình trạng giảm oxy máu. Và giảm oxy máu đó là cái nguyên nhân tạo ra sinh ra các cái hóa chất trung gian, đặc biệt là interleukin TNF alpha, interleukin 8 và cũng như là cái interleukin 6, và giải thích tại sao bệnh nhân ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ có những cái đặc điểm về sinh học phân tử tương tự như bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và cái kết quả hậu quả sau cùng chúng ta thấy là ảnh hưởng lên chức năng của tế bào nội mạc mạch máu. Thì trong cái hội nghị thường niên của Hội Giấc ngủ Việt, Y học Giấc ngủ Việt Nam vào ngày 10 tháng 1 ở tại thành phố Đà Lạt, chúng tôi sẽ báo cáo về cái rối loạn chức năng tế bào nội mạc trong cái ngưng thở khi ngủ. Đây là cái lĩnh vực chúng tôi cũng rất là quan tâm mà nghiên cứu. Và do vậy, với cái đặc điểm như vậy, chúng ta thấy cái kiểu hình về giảm oxy máu về đêm ở bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đơn thuần. Ở đây chúng ta thấy có những cái đợt mà giảm oxy máu rất là nặng ở giai đoạn REM với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính kèm với ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Chúng ta thấy nó mang thêm những cái đặc điểm của ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ, mà chúng ta thấy là cái hình ảnh giống như là tuyết phủ trên mái nhà, gọi là do cái giảm oxy máu cách khoảng và ngắt khoảng từng đợt. Và do vậy cái đặc điểm về cái giảm oxy máu về đêm nó khác với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đơn thuần. Do vậy điều trị oxy về đêm thì nó lại không hiệu quả. Và do vậy trong cái
Trong cái báo cáo, cái bài đăng trên cái tạp chí gần đây, người ta nói là như vậy, về bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có những yếu tố làm tăng nguy cơ tử vong, làm xấu đi cái dự hậu, thì trong đó nó có một cái yếu tố liên quan đến điều trị ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Và có một cái bài editorial đăng trên Jess là người ta kết luận rằng trong các cái nguy cơ mà gây tử vong ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, rồi làm ngoài cái chuyện mà tắc nghẽn đường dẫn khí, rồi các bệnh động mạch nặng đi kèm, thì cái quan trọng nhất là cái thời gian thở CPAP mà kê ít đi thì nó làm tăng nguy cơ tử vong và làm cho dự hậu của bệnh nó xấu đi. Và chúng ta thấy nó rất là nghiên cứu rất là hay, và nó cũng là chúng ta thấy rất là cụ thể trong cái vai trò của CPAP trong điều trị ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và như vậy đối với hen và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính như thế nào, thì đây là một cái bài của một tác giả đăng trên cái chúng ta hay gọi là Blue Journal của cái ATS, để tạp chí mà coi như đầu ngành trong cái ngành hô hấp của chúng ta. Chúng ta thấy rằng giữa hen và bệnh phổi và cái ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ nó có cái mối tương tác với nhau qua hai chiều nha, qua những cái yếu tố nguy cơ và các bệnh đồng mắc. Và như vậy trên cái hình ảnh này thì chúng ta thấy ở cái cấp độ mà ngưng thở khi ngủ, các thầy cô và các anh chị thấy ở đây nó cũng có những cái cơ chế làm tắc nghẽn đường dẫn khí, tái cấu trúc đường dẫn khí, và nó làm nặng thêm cái bệnh hen. Do vậy chúng ta thấy không phải là đơn thuần là chỉ dùng corticoid làm tăng cái sự loãng động mỡ ở cái vùng hầu họng, mà chúng ta đây có những cái cơ chế nó thông qua cái sinh bệnh học của ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ là giảm oxy ngắt quãng. Và hen, chúng ta cứ nói hen là tăng nguy cơ của ngưng thở khi ngủ là do dùng corticoid, không phải. Nó rối loạn về cái điều hòa hô hấp, và đặc biệt có một cái điều mà chúng ta thấy nó củng cố cho vấn đề này và cũng đã được nghiên cứu, và chúng tôi thấy rất hay. Nếu chúng ta thở miệng không mà chúng ta làm tăng nguy cơ ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ, đặc biệt thở miệng hay gặp ở trẻ em hoặc người lớn bị viêm mũi dị ứng, và do vậy chúng ta thấy thở miệng không mà cũng làm tăng nguy cơ ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ, thì các thầy cô và các chị hỏi tại sao, thì chúng tôi sử dụng cái hình này để giải thích cơ chế đó qua cơ chế Starling kháng trở. Tất cả những cái yếu tố làm tắc nghẽn đường vào ở mũi hoặc là giảm kháng lực cái đường hô hấp ở đường hô hấp dưới, như vậy là nó làm thay đổi về cái trương lực của cái đường dẫn khí trên, và đều có thể gây ra cái tình trạng xẹp của cái đường dẫn khí trên, và nó thông qua nó là cái kháng trở Starling, và chúng tôi tóm tắt trên cái hình này thì các anh chị thấy do vậy cái bệnh đường hô hấp trên và đường hô hấp dưới có cái mối gắn kết tương tác với nhau. Và như vậy thì trong cái điều trị bệnh nhân hen, đối với các thầy cô các anh chị, chúng ta thấy điều trị hen chúng ta có Gina cập nhật hàng năm, thì chúng ta cũng thấy cũng tới mức đó. Điều trị tối ưu hóa điều trị hen thì các thầy cô các anh chị đã làm hàng ngày rồi. Tuy nhiên trong chúng ta phải điều trị các bệnh đồng mắc thì cũng lúc nào cũng liệt kê ra viêm mũi dị ứng, trào ngược dạ dày thực quản và một số bệnh lý khác. Tuy nhiên chúng ta không quên được đó là ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Tại vì sao vậy? Đây là một cái nghiên cứu chúng ta thấy trên một cái bệnh nhân hen tương đối lớn mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, và sau đó có 152 bệnh nhân được theo dõi trong một thời gian vài năm và điều trị bằng CPAP, thì kết quả thấy rằng nếu chúng ta mà điều trị CPAP như vậy nó cải thiện được cái mức độ kiểm soát hen. Các thầy cô thấy tưởng tượng là có điều trị hen cùng với bệnh phổi cùng với cái ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ, ngoài cái chuyện tối ưu hóa điều trị bằng thuốc, thì chúng ta thấy điều trị cái bệnh đồng mắc đó là cái OSA, thì nó giúp cho ở đây chúng ta thấy thang điểm ACT là nó cải thiện rất là gần như là gần về cái mức mà không triệu chứng, và ở cái thang điểm biểu kiến về triệu chứng thì chúng ta thấy nó giảm rất là tốt. Và như vậy chúng ta thấy có thể kết luận là gì, như vậy là điều trị bằng CPAP nó làm giảm được thứ nhất triệu chứng ban ngày và ban đêm của cả hai của hen và kể cả ban đêm của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, giảm cái việc mà phải sử dụng các cái thuốc giãn phế quản như là Ventolin. Hiện nay là chúng ta thấy cũng có cái khuyến cáo là không dùng đơn thuần. Những đợt kịch phát của hen cải thiện chất lượng sống, cải thiện cái lưu lượng đỉnh ngày và đêm, chiều và ban ngày và buổi chiều. Và đặc biệt các tác giả nhấn mạnh và cũng như một cái khuyến cáo chung là phải điều trị CPAP cho bệnh nhân bị hen, bị ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ mức độ nặng, và đặc biệt là nếu không kiểm soát được hen.
Và như vậy thì trong cái giai đoạn hiện nay thì COVID thì chúng ta CPAP như thế nào, điều trị CPAP và cách tiếp cận như thế nào, tại vì thật sự cái vấn đề này vẫn còn đang bàn cãi. Và ở đây cái chúng tôi trình bày cái nghiên cứu các thầy cô thấy là ở đây là mới là coi như là submit rồi accept và chuẩn bị là đăng trên cái Sleep Medicine Reviews trong tháng 2. Và ở đây người ta nói là đây vấn đề này đang còn bàn cãi. Một số ý kiến cho rằng sau khi mà người ta tổng hợp hết ở đây, chúng ta thấy có hiện nay có 251 cái nghiên cứu và cuối cùng còn lại 18 nghiên cứu thì đưa ra những cái khuyến cáo như sau. Thứ nhất là khi mà điều trị CPAP, nếu mà không có tuân thủ, ví dụ như là vấn đề rò rỉ như vậy, nó xịt khí ra như vậy, nếu mà bệnh nhân bị ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ, có thể là hen hay là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đi kèm nữa, thì nó làm tăng nguy cơ, nó lây nhiễm cho cái người xung quanh. Và do vậy là cái việc mà điều trị phải cẩn thận. Cái thứ hai nữa là có những cái nghiên cứu và có những cái công ty người ta sản xuất ra những cái van trận, và do vậy nó làm giảm được cái tình trạng lây nhiễm cho cái môi trường xung quanh. Và cái thứ ba nữa là khi mà chăm sóc điều trị bệnh nhân thở CPAP ở bệnh nhân bị ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ, bắt buộc phải điều trị, thì đối với đội ngũ nhân viên y tế thì chúng ta phải tăng cường cái công tác bảo vệ với những cái phương tiện thích hợp. Và những cái khuyến cáo này thì đã được đăng trên cái website của Viện Y học Giấc ngủ của Hoa Kỳ, và trong đó chúng tôi nhấn mạnh ngắn gọn những cái yếu tố như những cái vấn đề như sau. Thứ nhất là chúng ta bảo đảm cái chuyện mà vệ sinh khi mà tiến hành cho bệnh nhân mà thở CPAP, kể cả người nhà và kể cả bệnh nhân phải thở cho CPAP, nếu mà mắc COVID phải thở trong cái phòng biệt lập chứ không có ngủ chung được. Và như vậy là khi mà phải hàng ngày chứ không phải là hàng tháng, thông thường hàng tháng thì chúng ta vệ sinh mấy lần nếu không phải là thời COVID, nhưng mà do thời COVID mỗi ngày phải vệ sinh hệ thống ống dẫn, máy, rồi mặt nạ thở CPAP. Và đặc biệt là chúng ta phải sử dụng cái bộ phận làm ấm. Như vậy cái bộ phận làm ấm nó giúp cho là làm cho nó làm cái ống dẫn lúc nào nó cũng là được và sạch sẽ. Và như vậy là đây là những cái khuyến cáo của Viện Y học Giấc ngủ Hoa Kỳ. Như vậy bắt buộc là phải sử dụng CPAP cho bệnh nhân có chỉ định điều trị CPAP, chứ không vấn đề gì nó có lây nhiễm cho người xung quanh hoặc là nó làm tăng nguy cơ phát tán cái mầm bệnh như thế nào thì chúng ta phải hạn chế tối đa thông qua những cái khuyến cáo mà đã được đề xuất. Và đây là đã có cái sự đồng thuận, và thậm chí ở một số quốc gia ở tại châu Á đã có những cái khuyến cáo riêng về điều trị ngưng thở tắc nghẽn ở trong thời đại trong cái giai đoạn dịch COVID. Và trong ngày hôm kia thì chúng tôi cùng với nhóm các cái có thể nói là lãnh đạo các cái hội y học giấc ngủ của châu Á đã đang tập trung lại viết một cái guideline. Ngoài cái guideline điều trị ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ, chẩn đoán điều trị, thì có một cái phần về cái phần mà về liên quan tới cái COVID trong việc mà chẩn đoán, điều trị đa ký giấc ngủ như thế nào. Thì hy vọng trong giữa năm sau thì cái guideline này sẽ được xuất bản. Và trên đây là những cái nội dung tóm tắt chúng tôi xin được trình bày đến quý thầy cô các anh chị. Thì thật sự trong những cái nội dung ở đây chúng tôi chỉ có đưa những nội dung như vậy, nếu mà đi vào nghiên cứu từng cái thành phần một thì ở đây là những cái nội dung và những cái vấn đề mà nghiên cứu và về lâm sàng sinh học phân tử, và đặc biệt là cái việc mà đánh giá trong và điều trị. Và đặc biệt cái bài trình bày của chúng tôi thì chúng ta thấy là cái phần bài sau cái bài của tiến sĩ Lê Khắc Bảo, chúng ta có cái bài báo cáo của thạc sĩ Thủy về ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì chúng tôi cũng nói nhanh gọn như vậy để chúng ta có thời gian và thảo luận. Xin cảm ơn cô Huyên, các thầy cô và các anh chị đồng nghiệp. Xin cảm ơn thầy Bảo.